Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương tiếp tục khắc phục tiêu úng trên lúa và cây ăn quả. Vận động người dân giao mặt bằng trước để đẩy nhanh tiến độ thi công nhánh trái và nhánh phải đường 382B qua huyện Ân Thi. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp. Ngân hàng chính sách xã hội chưa thu lãi với khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 ngày liên tục bơm khi các điều kiện bảo đảm, đến nay việc chống úng trên các diện tích lúa đã cơ bản, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả đã và đang được tiếp tục tiêu thoát nước. Đến nay, toàn tỉnh có 94 trạm bơm với 267 tổ máy hoạt động, phục vụ bơm tiêu thoát nước, giảm so với lúc cao điểm trên 20 trạm bơm. Tất cả các diện tích lúa đã được tiêu úng. Huyện Ân Thi có diện tích lúa lớn nhất của tỉnh với trên 6.000 ha. Hiện toàn bộ diện tích lúa đã được tiêu úng, nhiều diện tích máy gặt đã xuống được đồng để thu hoạch lúa. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đang tiếp tục huy động trên 10 trạm bơm để tiêu nước trong hệ thống. Điều kiện bơm cho phép là chúng tôi hoạt động liên tục trong và ngoài hệ thống, bây giờ dao động chênh nhau là bên trong là thấp hơn so với bên ngoài khoảng 90 đến 1 mét. Hạ lưu bây giờ đã được tiêu tương đối là an toàn và không ảnh hưởng gì đến phục vụ sản xuất của bà con. Còn tại huyện Phù Cừ, vùng lúa hiện nay đã cơ bản được tiêu nước trong ruộng. Đến nay, trạm bơm La Tiến và Mi Động tiếp tục bơm cạn tháo và hỗ trợ ngoài vùng tiêu đối với các trạm bơm phía Bắc huyện như Ba Đông, 1-2, Phương Bồ, Vực Bùi hiện nay vẫn tiếp tục bơm tiêu cho vùng vải trứng và cạn tháo cho bà con thu hoạch lúa mùa. Riêng vùng cây có múi, ngoài việc tiêu úng của các trạm bơm động lực, nhân dân cũng đã chủ động khoanh vùng cạn tháo, vì vậy không còn bị ngập úng. Sau bão là bà con đi hoàn triệt tất cả các lỗ rồi mương máng, rồi kể cả là đóng đất, huy động đóng đất vào bao để đắp cái bờ sông. Bà con tập trung là bơm là mất 3 ngày 2 đêm đấy thì bắt đầu nước nó mới rút, nó mới khô hết được. Đối với lúa thì như vậy là hiện nay là về cơ bản là đã là hoàn thành và coi là vẫn tiếp tục bơm tiếp. Đến nay trên 7.000 ha cây ăn quả bị ngập úng đã cơ bản được tiêu úng, dù ở một số địa phương đã dừng bơm tiêu úng, nhưng trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải mực nước vẫn còn cao, vì vậy việc tiêu úng khó khăn và dự báo trong vài ngày tới sẽ cơ bản tiêu thoát nước đội đồng. Do mưa bão ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, nhưng ngay sau khi bão tan, chính quyền người dân các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động dồn lực khắc phục, khôi phục sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bão số 3 đã quật đổ hơn 7 mẫu chuối của gia đình ông Cương ở xã Đức Hợp. Bên cạnh đó, để tránh lũ, gia đình ông đã phải di rời hơn 100 con lợn ra khỏi khu vực chăn nuôi. Ngay sau khi nước lũ rút, gia đình ông chủ động khắc phục, dọn dẹp khử trùng để tiếp tục chăn nuôi, thu dọn ruộng chuối. Đất nông nghiệp thì không thể để bỏ hoang được. Gia đình đang thu dọn để tiếp tục trồng sen canh bằng bí ngô. Sau lũ, gia đình khẩn trương là quay trở lại mang vật nuôi về nhà. Bà con nhân dân hiện tại đang bắt tay vào dọn dẹp những vị trí chân cao để bà con tiếp tục có kế hoạch để tái sản xuất. Chúng tôi có 125 hộ phải tiến hành di rời khoảng trên 2.500 con bò và lợn, thì hiện nay là đã di chuyển vật nuôi về tại hộ gia đình và đã hoàn toàn là ổn định. Gió lớn kèm theo mưa kéo dài làm khoảng gần 60 ha diện tích cây trồng như hoa, rau màu, cây ăn quả ở xã Chính Nghĩa bị ngập úng cục bộ, một số diện tích bị thối rễ, dập nát và hỏng hoàn toàn. Để khắc phục hậu quả trên, người dân tại địa phương tranh thủ thời tiết nắng lên xuống đồng dọn dẹp tàn dư, thân, lá, quả non, những cây bị gãy đổ, chuẩn bị giống vật tư, phân bón, tái sản xuất để phục vụ thị trường. Cây hoa chết ý, thì nhân dân sẽ là dọn dẹp lại sạch sẽ và chuẩn bị cho cây bừa lên lại để trồng hoa để kịp thời bán phục vụ Tết. Còn những cây hồng xiêm, cây nhãn ý, thì hiện nay nó chết ý, hoặc nhân dân sẽ chặt đi và để trồng cây khác. Với sự chủ động của chính quyền, nhân dân huyện Kim Động, những thiệt hại cho nông nghiệp do mưa bão gây ra sẽ được khắc phục với hiệu quả cao nhất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và lao động sản xuất. Bão số 3 và trận lũ lịch sử vừa qua
khiến cho toàn bộ 240 ha diện tích trồng vải trứng tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử bị hư hỏng nặng. Hiện các hộ nông dân trong xã đang tích cực khắc phục và phục hồi cây vải sau thiên tai. Sau khi mưa nhiều, ngập úng rồi nắng lên dễ làm cho cây vải trứng thối rễ, giảm sức sinh trưởng của cây vải, thậm chí nhiều cây đã không còn khả năng canh tác. Hiện người nông dân trong xã đang tích cực khắc phục cây vải ngay khi nước rút như là đánh cây lên chỗ cao, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cắt tỉa cành. Bản thân gia đình tôi cũng như là người nông dân khi nước rút ra thì đã bắt đầu khắc phục cây. Ví dụ như một số cây hiện đang xanh lá thì chúng tôi cắt tỉa cành, dọn gốc và bón phôi bột, đồng thời áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật như tưới, kích rễ và phun chăm bón cây để phục hồi những cây to mà một số người dân chúng tôi đã chiết cành thì cắt cành về và có những cái biện pháp dâm ủ đảm bảo sau khi nước rút một số cây chết thì có cái lượng cây giống đáp ứng trồng kịp thời. Xã Phan Xào Nam phối hợp cùng với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành 100% các trạm bơm tại các thôn Ba Đông, Phương Bồ, Trà Bồ để thoái úng ngập khỏi vùng vải. Nhằm hỗ trợ những khách hàng sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên có chủ trương chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với những khách hàng bị thiệt hại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tổ tiết kiệm và vay vốn, rà soát khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Qua thống kê sơ bộ của các đơn vị huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến nay có hơn 6.500 khách hàng với tổng dư nợ bị thiệt hại khoảng hơn 380 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,7% tổng dư nợ toàn tỉnh do hậu quả của cơn bão số 3 và lũ gây ra. Trong đó, nhiều khách hàng vay vốn thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn như nuôi trồng thủy sản, trồng cây cảnh, cây ăn quả, hoa màu bị mất vốn, tài sản. Trước những khó khăn đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên chưa thực hiện thu lãi tiền vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sau thời gian phải tạm dừng thi công do bão số 3 và hoàn lưu sau bão, hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện Khoái Châu đã triển khai trở lại với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành đúng tiến độ được giao. Toàn huyện Khoái Châu hiện có khoảng 30 dự án đầu tư công đang triển khai do Ủy ban Nhân dân huyện và các xã làm chủ đầu tư. Do mưa gió mạnh của bão và hoàn lưu sau bão, công trường thi công của một số dự án bị ảnh hưởng như ngập úng, cây xanh gãy đổ, mặt bằng san gạt bị ảnh hưởng, nhất là đối với các dự án như đường giao thông, xây dựng cầu. Ngay sau khi nước lũ rút, từ đầu tuần này, các nhà thầu đã khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để xử lý, dọn dẹp, đảm bảo các điều kiện thi công trở lại. Đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi như hiện nay, bố trí tăng ca kíp, đảm bảo tiến độ, nhất là ở các dự án có nguồn vốn lớn, trọng điểm của huyện như cải tạo nâng cấp đường DH57, tuyến đường sản xuất kinh doanh xã Tân Dân, Ông Đình. Ngay sau cơn bão số 3 thì chúng tôi đã triển khai kiểm tra công trường, những cái chỗ phần thi công, cái phần cao độ nó đang sâu thì chúng tôi đã triển khai bơm nước và khắc phục những cái sự cố như dựng lại cây cối, huy động toàn bộ anh em cán bộ kỹ thuật, công nhân viên và đến anh em lái máy tập trung nguồn lực để đến công trường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đầu tư công, một số địa phương đã vận động người dân giao mặt bằng trước để tập trung thi công, dù các hộ dân vẫn chưa nhận đủ tiền hỗ trợ bồi thường. Cuối tháng 8 vừa qua, dự án DT382, nhánh trái và nhánh phải của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua huyện Ân Thi, Yên Mỹ và Khoái Châu mới bàn giao cho nhà thầu được 5,5 km. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc vận động tuyên truyền của chính quyền, nhà thầu cũng đã ứng tiền trước cho chủ đầu tư để trả cho các hộ. Nên dù chưa có các quyết định chính thức về chi trả bồi thường, hỗ trợ, song gần 200 hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ chỗ chỉ có 5,5 km để thi công, sau 20 ngày từ cuối tháng 8 đến nay, dự án đường 382B nhánh phải và nhánh trái đã có 10 km mặt bằng để thi công với diện tích gần 6 ha. Chúng tôi cũng là một trong những hộ ở thôn này được lĩnh cái tiền, tuy rằng là chưa đủ nhưng được sự đồng tình cũng như được sự tham gia của lãnh đạo địa phương, vận động địa phương thì chúng tôi ủng hộ hoàn toàn, cho nên tôi nhất trí giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công cho khẩn trương. Cũng mong là đơn vị khi đã có mặt bằng thì làm nhanh để cho chúng tôi thuận tiện đi lại, giao thông an toàn.
Lúc đầu thì một số nhân dân người ta cũng có ý này ý khác, cũng muốn chờ cái giá của nhà nước hoàn thiện hết đâu đấy thì người ta mới bàn giao mặt bằng. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân để trong cái lúc nhà thầu chưa có mặt bằng thì nhân dân đã đồng tình và coi như tạm ứng lấy cái số tiền để trao mặt bằng cho bên thi công tiến hành thi công. Có đủ mặt bằng sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để thi công. Bởi từ khi bắt đầu thi công tuyến đường này, tháng 3 năm nay, đơn vị thường xuyên gặp khó khăn do không có mặt bằng, nên dù năng lực có nhưng khối lượng không được nhiều. Hiện nay mới giải ngân toàn tuyến được 25 tỷ đồng trên tổng số 350 tỷ đồng. Nhờ sự quan tâm của chủ đầu tư, các cấp chính quyền vận động tốt thì cũng thêm cho nhà thầu mặt bằng. Các hộ dân thì cũng rất là đồng thuận, chưa nhận hết tiền đền bù nhưng mà cũng tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sớm để cho đơn vị thi công triển khai công việc. Việc chính quyền vận động, nhà thầu ứng tiền chi trả trước để người dân đồng thuận giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo phương châm vừa hành quân vừa mặc áo là giải pháp đã được một số chủ đầu tư tại huyện Văn Giang, Mỹ Hào triển khai từ lâu. Bởi nếu cứ chờ các thủ tục thì sẽ rất mất thời gian, trong khi cam kết theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư đã được ấn định trong hợp đồng. Quan trọng hơn, khi tỉnh đã bố trí đủ nguồn tiền để chi trả, nhưng các đơn vị thi công lại không có đủ khối lượng nên không thể giải ngân được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tiến độ giải ngân tại Hưng Yên đang chậm so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 17 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp. Tính cả nhu cầu nguồn nhân lực tay nghề cao, cả ở trong và ngoài nước, thì việc cung ứng lao động đang là cơ hội và là thách thức với công tác đào tạo, đặc biệt khi hàng loạt các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, khiến nhu cầu lao động trong tỉnh tăng cao. Tiết học lý thuyết và thực hành bố trí liền kề chỉ sau 15 phút nghỉ giải lao đang là phương pháp giáo dục nghề nghiệp để sinh viên nhớ lâu được trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi thực hiện vài năm nay. Khi mạch điện đã được sinh viên hiểu cơ chế hoạt động, việc lắp đặt và cân chỉnh giúp các em thực hành tránh sai sót. Với những kiến thức các thầy cô ở đây đã giảng dạy và truyền thụ, em có thể làm việc ở bất kỳ một khu công nghiệp nào ở trên cả nước và có thể ra cả nước ngoài. Thì em mong muốn là làm việc ở một khu công nghiệp ở Hưng Yên để có thể góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của tỉnh. Em mong muốn là sau khi tốt nghiệp và ra trường, em tìm được công việc phù hợp với nghề của mình tại những khu công nghiệp ngay tỉnh Hưng Yên ạ. Liên kết đào tạo nghề đang được trường Cao đẳng Kinh tế Tô Hiệu Hưng Yên coi là một trong hai nhiệm vụ chính của trường. Theo đó, bên cạnh việc đào tạo học viên nhận bằng tốt nghiệp nghề bậc 3/7 và bằng trung học phổ thông, thì trường còn liên kết dạy các lớp ngoại ngữ và nghề may ngắn hạn từ 3 đến 9 tháng. Thống kê từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hưng Yên cho thấy, nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã sôi động kể từ cuối năm 2023 cho đến nay. Số lao động được tư vấn giới thiệu trong 8 tháng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là gần 30.000 người, trung bình mỗi tháng là 3.600 lao động. Nhà trường trong những năm qua có tham gia cùng với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các cái phiên giao dịch việc làm, tạo cơ hội cho các em đến đó chọn các cái công ty mà phù hợp với cái tay nghề, phù hợp với cả cái khả năng năng lực của các em. Ngoài việc thực hiện đồng bộ các cái giải pháp như nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, phương pháp đào tạo, chất lượng dịch vụ phục vụ người học, nhà trường tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo các đơn đặt hàng của doanh nghiệp, trong đó tập trung với những cái ngành nghề mà là thế mạnh của nhà trường, đặc biệt làm tốt cái công tác giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau tốt nghiệp. Hiện trung bình mỗi năm, số sinh viên, học viên tốt nghiệp các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh là trên 10.000 người, trừ số sinh viên tốt nghiệp đi xuất khẩu lao động chỉ còn khoảng 8.000 người gia nhập thị trường lao động, chủ yếu làm việc tại Hưng Yên. Vì vậy, biên độ lao động đang thiếu thường xuyên là 5.000 tới 8.000 lao động khi nhiều khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và vẫn còn các khu tiếp tục hình thành. Bên cạnh yếu tố về chất lượng đào tạo thì nguồn thí sinh dự tuyển đối với hệ công nhân kỹ thuật hiện mới đáp ứng được trên 45% nhu cầu doanh nghiệp. Vì vậy, việc tuyển sinh đối tượng này của các trường đang là bài toán không chỉ các trường tìm giải pháp mà còn cần sự điều tiết từ chính sách vĩ mô ở cấp liên tỉnh và cao hơn nữa là từ chính phủ. Có như vậy mới đảm bảo việc quy hoạch và phát triển công nghiệp tỉnh Hưng Yên đúng lộ trình đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng xung đột giữa các phe phái và bất ổn chính trị nên nhiều đơn hàng may mặc tại các nước Bangladesh, Myanmar đã dịch chuyển đi các nước khác, trong đó có điểm đến là thị trường Việt Nam. Để đón đầu làn sóng dịch chuyển đơn hàng này, đòi hỏi từng doanh nghiệp may trong nước phải có sự chủ động cả về máy móc, kỹ thuật và nhân lực sản xuất.
Phóng sự phản ánh sự chủ động của một doanh nghiệp may nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp may này thuộc tập đoàn chuyên về dệt may hàng đầu đến từ Đài Loan, Trung Quốc. Các sản phẩm đồ tập yoga, hàng thể thao, công ty đang sản xuất xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Trên 100 triệu đô la Mỹ, công ty đã giải ngân đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Hưng Yên là lời cam kết đầu tư lâu dài và tiếp tục mở rộng sản xuất tại Hưng Yên của công ty trong thời gian tới. Cùng với đó là chính sách tuyển dụng hấp dẫn, lao động chưa có nghề được đào tạo miễn phí với mức lương cơ bản gần 6 triệu đồng là một sự chuẩn bị chủ động nguồn nhân lực cần thiết cho công ty đón làn sóng dịch chuyển đơn hàng may mặc sang Việt Nam. Công việc ở đây thì chúng em vẫn làm đều từ thứ hai thứ bảy và tăng ca vẫn ngày 8 tiếng, lương cơ bản, lương trung bình của em cũng được 8 đến 9 triệu. Để nâng cao tay nghề thì mỗi công nhân chúng ta thì phải cố gắng hết sức trong công việc, thì phải tập trung cao độ. Tại vì trong ngành may là đòi hỏi tay nghề rất cao. So sánh từ thực tế cho thấy các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhiều sự chuẩn bị kỹ càng hơn để đón làn sóng dịch chuyển đơn hàng may mặc đến. Đặc biệt là về máy móc, công nghệ sản xuất mới, đơn hàng đông cùng với năng lực tài chính mạnh là cơ hội để các doanh nghiệp may đến từ nước ngoài tiếp tục nâng cao chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc nhằm thu hút lao động. Đây là điều tốt cho lao động ngành may. Hiện tại, tính đến nay, công ty có khoảng 700 nhân viên và nhà máy của chúng tôi có thể tiếp nhận hơn 4.000 nhân viên. Đây là một trong 6 nhà máy của tập đoàn. Theo kế hoạch, số lượng nhân viên sẽ gấp đôi lên 1.500 nhân viên vào năm 2025. Năm 2026 sẽ tăng thêm 1.500 nhân viên và năm 2027 sẽ tăng thêm 1.000 nhân viên để đạt được quy mô 4.000, tối đa hóa năng lực của chúng tôi theo nhu cầu thị trường. Đến thời điểm này, đa số các doanh nghiệp may trong tỉnh Hưng Yên đã có đủ đơn hàng sản xuất đến hết năm. Đơn hàng nhiều nhưng giá chào vẫn chỉ ngang bằng các thị trường như Ấn Độ, Bangladesh. Đây là cái khó cho doanh nghiệp may trong nước bởi thu nhập bình quân lao động ngành may tại Việt Nam gấp hơn 2 lần Bangladesh. Nhưng với thế mạnh là có lực lượng lao động trẻ khéo léo, tay nghề cao. Vì vậy, những đơn khó phức tạp, các đối tác vẫn chọn điểm đến là thị trường Việt Nam để sản xuất. Các địa phương bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang khẩn trương thực hiện công tác vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. Thành phố Hưng Yên được Chi cục Thú y tỉnh cấp 2.000 lít hóa chất khử trùng tiêu độc để phun khử trùng tại các khu vực chăn nuôi mật độ cao, các điểm tập kết, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm. Ngoài nguồn hóa chất được tỉnh cấp phát và các mạnh thường quân hỗ trợ, các xã phường trên địa bàn còn chủ động mua thêm hóa chất khử trùng, vôi bột, bảo hộ lao động và các loại vật tư khác để đảm bảo công tác khử trùng đạt kết quả cao. Một số khu dân cư ở các xã như Tân Hưng, Hoàng Hanh, Quảng Châu, Phú Hùng Cường bị ngập nước lâu ngày nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói chung, tại các điểm ngập lụt nói riêng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố đã tăng cường các hoạt động giám sát, hỗ trợ các địa phương, đơn vị phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ bệnh truyền nhiễm, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quế Châu đã tập trung vào việc xử lý nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để ngăn chặn và xử lý nghiêm việc thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh vào buổi tối trên các tuyến đường của huyện. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Công an huyện Quế Châu đã phát hiện và xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, xử phạt với số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý 330 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 8 ô tô 5 chỗ, hơn 1.000 xe mô tô, tước 284 giấy phép lái xe. Việc ra quân tuần tra kiểm soát xử lý đối với lỗi vi phạm này đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện nghiêm quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, nhận thức của nhân dân từng bước thay đổi, dần hình thành thói quen văn hóa giao thông đã uống rượu bia không lái xe, từ đó giảm thiểu được những ảnh hưởng xấu của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng và an toàn giao thông, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, lịch sự và an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện cũng đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên. Các lỗi chủ yếu là phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường huyện. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.